xem con Nevermore thì mua cái Magic. Nevermore thì thôi. Nó cắm luôn cái mắt ở trên chỗ tớ cắm mắt luôn. Trên trên răn mình luôn. Hai ground. Thế mới bảo là đánh với Nevermore nó dễ. Chưa có kéo chứ. Có kéo thì có mà hai mạng luôn. Không kịp lên được kéo lần thứ hai. Cứ ra đóng băng đi. Bạn ra giữ chân cái trưởng một đấy. Chói nó lâu lâu một tí tớ kéo được. Chờ chút nhá, chờ chút nhá. Chờ chút nhá, chưa có kéo, chưa có kéo. Hay là cho bóng và đánh luôn. Vào luôn đi, vào luôn. Đánh luôn đi, đánh luôn, thả ra đánh luôn đi, đánh tay luôn, chết luôn. Cần máu không? Có chứ. Cần máu không? Có. Có. Lấp. Sao phải nấp? Mình kéo nó trước luôn, Creed nó lao lên. Cùng thời điểm. Đánh lại được nó rồi. Mua cái bình đã. Bạn cho gà về từ lấy cái xem chi. Từ đặt cả đánh người bạn ơi. Đang đánh em không? Gà chạy mẹ ra giữa rồi. Tí lấy xong được. Anti bình khét đấy. Khét đây, đánh bình nhá. Khét, tốt. Chào anh Bình nhé. Tránh à? Úi giời.
còn một cơ hội để mình giết nó. Ô thế mà không trúng kìa. À đằng này cứ chạy thẳng. Đâu, mắc ở bên đầu nhà mình ạ. Ờ, cắm thẳng ra giữa đi. Đấy. Bạn dùng trưởng môn giữ chân nó đi là nó chết mà. Mirana đang lên kìa. Kệ nó bạn. Chỉ cứ bình tĩnh thôi, làm sao đâu bạn. Mình đâu phải người vội vàng đâu. Của mình. Đừng ăn răn. Kiến tạo được mạng rồi đấy. Về thôi. Hết mana, hết máu. Hết khá là nhiều thứ rồi. Đợi mình ra nhé. Lên chói bạn ơi. Lên này, lên này, lên rồi, này. Rồi. Thả đi, thả đi. Dota đồng đội. Có thể gọi là Dota chó đàn bạn nhỉ. Bạn đứng mid một tí đi mà lấy level này. Mình té đi lên top gank một lượt. Lượt nữa. Đi bắt con Tia. Đợi tí nữa nó khác không? Mình nghĩ là con này nó sẽ lì lì ở đoạn đấy, nó sẽ không lên, nó sẽ không, nó sẽ quay lại, nó sẽ không đi về đâu. Quốc Khánh hello, hôm nay bánh lô gì nhỉ? Hát cua quên cô quá 171 kia, mải chơi game. Chịu rồi. Ở cắm bằng hai cái cua chung chung rồi đấy. Hai cái ông này cứ đi theo đít mình. Hôm qua bảo đánh không đánh thì thôi chứ sao. Qua định bảo đánh cả 6-4-6 nữa mà chả đánh. Nay đánh nó cho nó khó được lắm. Khó lắm, bây giờ nó kiểu cho con bừa ấy, khó lắm bắt Quốc Khánh á. Qua lúc đầu cũng định bảo cho con 4, em định nhắc bắt đánh 4554. Xong lúc xem nghĩa 4664. Kể cả 4554 hay 4664 thì cũng đều được cả. Đều về hết còn gì nữa. Đi với Nevermore là không có gì dễ hơn. Đây là Ramic kia thì bạn pha mà lên được cái Dagon thì mình gọi là mắc ping. Bạn đưa cho mình mắt để mình đi cắm rừng nó cho. Mình ở sau này.
Nó vẫn chưa cắm đâu. Cái mắt của Mid nó bị phá rồi. Nó vẫn chưa cắm đâu. Ngon, lại được cái mắt nữa. Tại cái mắt ở ngay chỗ đấy bạn. Té bạn ơi, té bạn ơi. Mana này, mana này. Mình đầy mana rồi. Bạn gan cho bạn đi thôi. Kéo nó mẹ con clip. Ồ, bạn vẫn để mana à? Xin. Để làm gậy đẩy nữa. Đi làm trò con bò vậy. Farm đã tính sau. Bot kìa, bạn đi cứu bot kìa. Bạn đi xuống dần đi, mình cũng xuống để giết người. Và tìm con hổ này, con hổ đi cắm mắt này. Vệ Minh cảm thấy đối thủ ao trình với bê mặt cười. À, này bình thường mà bạn. Đánh này bị ao trình đầy. Như thỉnh thoảng như hôm qua mới gặp được đối thủ. Như hôm qua mới gặp được đối thủ, còn hôm nay thì chưa gặp ai cả, để tối đó. Tối mình đang hẹn đánh tiền mà chưa thấy được. Xem có chân không đã. Hút vào thôi, đúng rồi. Đi vào đéo được sờ trang, phí thế. Mình nhớ đi theo để vét sờ trang này bạn ạ. Nay nếu mà bảo em thích thì em thích không một 10. Bác đánh sao thì bác cứ đánh. Tâm linh thôi mà. Trịnh Tuấn Anh vừa thôi cô NVMN ao mất. Kéo thế thì thôi chứ. Quốc Khánh kéo chuẩn ghê. Quýt thì thôi các bác ạ. Quýt thì kệ. Con Veno bạn này.
Chói, chói, chói. Chết gà nhá. Giờ lên cái hút thì có phải vô địch không bạn? Mana này, mana này. Này con Oracle này. À con Tini này. Con Tini. Thôi về nha, về nha, về nha, hết đồ chơi rồi. Mình định blink á, đéo được. Mình định dùng blink á, đéo được. Kéo blink mà nó gần quá. Trịnh Tân Anh chuyển qua chăm sóc con Venom đi, nãy nó gáy mặt nháy mắt. Kéo ở đấy, trượt. Chết tim. Mà kể cả không thì mình bỏ con Clock cũng được mà. Chả sao cả. Thế thì đỡ thế quái nào được. Anh về cho lành. Không về thì đứng đâu ta? Có mắt rất chậm thế. Ăn thì sớm một tí thì ngon. Chuẩn. À, kéo lệch lên phía trên rồi vẫn thế, đéo nó vẫn trúng được vào người con súng bạn ạ. Không kịp tê lê rồi. Không kịp tê lê rồi. Ờ này có blink. Giờ mà tới lên cái Radian rồi thì thôi chứ bạn. À, 05 thì lên thẳng blink thì có thôi. Đè mắt.
EA kìa. Chủ quan bằng chết. Mà này. Ok. Thêm đồ phá bờ linh nữa thôi. Cẩn thận bị con TD nó bắt chết. Trần Thế Long Opera đánh con này kinh thật. Vâng bác ơi, em thích đánh con này nhất trong những con chơi đột của cái cộng đồng này. Cái map game Dota này là em thích chơi này nhất rồi. Con gì thích thì mình mới chơi và luyện nó. Khả năng như này là sắp lên đến cảnh giới tối cao rồi đấy. Mình hát nữa thì chết kiểu gì đi. Tiếp luôn. Greetings, my lord. Mua mắt lên đi bạn ơi. Mua mắt lên bạn ơi. Mắt lên để còn cắm không đánh được. Bình này lấy đồ khó chịu thật. Mất thời gian. Trả đồ ra ngoài rồi. Ghét đi anh Lộc. Tini gần lốt ha. Hớt nữa thì thôi. Giờ thì cũng đã khó đánh, khó giết lắm rồi. Bot kìa bạn ơi, teleport kìa, trúng người kìa. Xa chỗ đánh nhau quá rồi. Tôi lấy mắt của bạn luôn rồi đấy. Thì cắm luôn. Cơ bản là con Oracle nó chạy đi rồi thì mình thay nó cắm mắt luôn thôi. Cũng như nhau cả. Bot đi thôi. Cắm nữa làm gì. Lại đánh lại à? Bộ môn này mình không ưa cái kiểu nuôi lại.
Đê còn đánh lại chứ cần lô thì thôi. Lô thì bỏ qua vụ đánh lại. Đánh khác. Không chơi nuôi. Vứt vào người bạn lại vứt mẹ ra ngoài đất rồi. Bùi Minh Tiến chốt 11 đến 17 chốc y rực rỡ. Chốt rồi bác. Tiến lên. Can các bạn ơi. Hoặc là bút máu cho thằng Magnus kìa. Hay rồi. Alo. Đang nhà. Sao thế? Ôi, giờ chỉ có ăn thôi chứ đi chợ cái gì. Ra bảo bà ăn phải chợ bảo là mua cá hấp thì nấu cá hấp thì bà đưa gia vị cho đơn giản mà. Thế thì mà. Vai. Thích cho ăn cá gì ăn cá đấy thôi chứ ông phải nghĩ. Tùy chú, tùy tâm, tùy ý. Mấy giờ ăn? Thì tầm giờ đấy đi. Càng sớm càng. Tí tao bắn tài khoản cho. Đấy. Tao chịu, tao có ở đấy đâu. Ôi giời, cứ chủ động đi, cái gì đâu mà. Bà đang thích nghe. Chốt 11, 17 chúc em rực rỡ. Không muốn cắn rồi lại phải cắn. Buông súng luôn rồi. Anh em buông súng luôn rồi. Trời ạ. À.
Mày đây rồi. Cái kiểu chơi của con Nevermore nó khó, cho nó cần phải farm được và nó xanh thì nó mới đánh được. Chưa xanh thì sao mà con Nevermore nó phát huy sức mạnh được. Chết liên tục chả ai hỗ trợ cho nó. À có con hổ. Nhưng mà con hổ thì không bắn tên trúng thì đánh cái gì. May như kéo khá khẩm hơn, tỷ lệ 62% rồi. Bạn chơi lâu không Phương Di này? Đấy, bạn nghỉ à? Không, nghỉ đâu. Để mình grind nhá. Đấy, đúng rồi. Để mình chạy sang mình giết thằng thằng Tini cho. Nếu mà linh được đã tắt gì rồi. Ơ trượt kìa. Lách. Toàn phép này lên cái hút là quá tuyệt vời. Chả ai làm gì được mình nữa. Tí bảo anh Huy cắt clip game này ra đánh đã. Để đăng YouTube đã. Chết rồi. Duy đoàn làm ăn thế này tim một khóc thét. Tí phải chụp ảnh cái booster này lại xong rồi bảo anh Huy đăng cái này lên YouTube, lên kênh MOBA. Ông Huy toán đăng mấy game mình thua cay đó chịu được. Chào Duy đoàn nhá. Đéo mẹ xa VL. Đéo né được.